Xin chào anh em. Ngày hôm nay Tiến Dũng vừa về hai chiếc âm ly thương hiệu Đờ Nông đến từ Nhật và một cặp loa Bow 501Z. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn. Trước mặt anh em là hai chiếc âm ly Đờ Nông model 880D chiếc ở phía trên. Đây là chiếc âm ly rất nổi tiếng của thương hiệu Đờ Nông đến từ Nhật. Dòng này sử dụng 4 sò sân ken lớn, công suất nguồn 216W, máy có thể chơi được 2 cặp loa AB+. Và đặc biệt dòng này có tích hợp tính năng giải mã DAC, anh em chỉ cần kết nối trực tiếp cổng quang của TV Ethernet vào đây là có thể nghe được nhạc mạng. Với dòng Đờ Nông này anh em có thể phối ghép được rất nhiều dòng loa. Và chiếc ở phía dưới đó là Đờ Nông 890D. Đây cũng là một chiếc âm ly rất đặc biệt, đàn anh của chiếc 880D. Chiếc này thiết kế mặt phanh nhôm màu đen, 8 sò, công suất nguồn 216W. Máy có tích hợp tính năng giải mã DAC, kết nối cổng quang từ TV Ethernet vào đây. Anh em có thể sử dụng nghe nhạc mạng, tiếng rất tuyệt vời. Hai chiếc âm ly Đờ Nông vừa về ngày hôm nay, tình trạng hàng bãi, zin, đẹp, xuất sắc. Chiếc Đờ Nông 890D còn catalog và chiếc 880D cũng còn catalog, tất cả zin đẹp. Chúng ta sẽ cùng ngắm nghía một vòng với hai chiếc âm ly tuyệt đẹp vừa về này. Đây là những dòng âm ly hàng bãi của Nhật nội địa, sử dụng điện 100V, các giắc kết nối còn sáng choang, máy tuyệt đẹp. Tám chín mươi D 216W điện 100V và 880D 216W điện 100V. Hai chiếc này có công suất nguồn bằng nhau, tất cả đều được sản xuất tại Made in Japan, hàng của Nhật. Trở kháng có gia loa từ 6 đến 16 ohm. Đây là các giắc kết nối tín hiệu optical cổng quang từ TV Ethernet vào đây, và đây là cổng quang của chiếc 880D. Với hai chiếc âm ly này, anh em hoàn toàn có thể phối ghép vào các dòng âm ly, các dòng loa như các dòng Beuner S180A, S180 trơn, S180 2 la mã, 3 la mã, hoặc các dòng loa của B&W, loa của Tannoy dạng cột, chơi rất hợp với dòng này. Đặc biệt, những mẫu âm ly này là những mẫu âm ly đặc trị các dòng loa của thương hiệu Bow. Các dòng từ 201, 301, 401, 501, 601 cho đến 901 đều ghép rất tuyệt vời. Đặc trị các dòng loa Bow, tiếng rõ nét rất hay. Chiếc âm ly Đờ Nông 880D ở phía trên, tình trạng zin đẹp xuất sắc còn catalog. Chiếc này có mức giá 12 triệu, thì giúp bao zin, bảo hành lỗi kỹ thuật 1 tháng. Cộng theo phần quà tặng 5mét dây loa Pro End của Ý trị giá 650.000 khi anh sở hữu. Khi anh em sở hữu chiếc âm ly này. Và Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo một dây quang trị giá 150.000. Và chiếc ở phía dưới đó là Đờ Nông 890D. Chiếc này hàng bãi của Nhật, đẹp keng, tình trạng zin nguyên bản, đẹp xuất sắc còn catalog. Chiếc này sử dụng điện 100V. Với tình trạng zin nguyên bản, Tiến Dũng phục vụ anh em với mức giá 17.500.000. Tất cả bao zin, bảo hành lỗi kỹ thuật 1 tháng, anh em sử dụng yên tâm. Tặng theo phần quà tặng 5m dây loa Pro End của Ý theo chương trình của tháng 12. Và khi anh em mua một trong hai chiếc ly này, Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo thêm một bộ dây quang để có thể kết nối đến TV Internet. Và phía trên này, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa Bow rất hiếm trên thị trường. Đó là mẫu loa Bow 501Z. Anh em có thể gọi dòng loa này là dòng loa Cooper hay dòng loa tay. Loa này có thể xoay qua xoay lại được. Bow 501Z sử dụng hai loa toàn giải loại 8cm. Đây là các dòng loa toàn giải cao cấp cho tiếng trung âm rõ nét và đặc biệt âm thanh đi rất xa. Nhiều anh em còn gọi là loa lời. Đây là tổng thể phía mặt sau của hai chiếc loa này.
Bow 501 Z. Chiếc này được sản xuất tại USA. USA dập nổi. Đặc biệt với mẫu loa Bow 501 Z có một công tắc, anh em có thể tăng giảm độ mạnh của âm thanh. Hai khối được thiết kế độc lập, có thể xoay qua xoay lại được. Seri liền kề đúng cặp. Với mẫu loa Bow 501 Z này, anh em có thể phối ghép với hầu đa các dòng loa, sử dụng để tăng lời, làm loa trợ lời cho các dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke, tiếng rõ nét rất tuyệt vời. Cặp loa Bow 501 Z anh em có thể phối ghép thêm tụ hoặc không thêm tụ đều được. Và anh em sở hữu cặp loa này, Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo một cặp tụ 15mm để kết nối như một loa lời. Cặp loa này có mức giá 4.500.000. Đây là cặp loa rất hiếm của thương hiệu Bow đến từ Mỹ. Anh em quan tâm sản phẩm hãy gọi cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp anh em vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào, xin cảm ơn.